anh không để ý, giờ tự nhiên nó có trong cái bếp đó. Để tí nè anh ơi. Cầu ăn các bạn ơi. Ơi. Hay quá các bạn, không chết được. Đôi nam nhân viên cười quỷ quá. Và 13 cũng đang
lên nào, lên để toàn đi, tập đi. Ôi, đúng quá. À, sorry mấy anh em nãy là mình chấm vô cái màn hình đó, nó bị dính nó luôn à. Mấy anh em chịu khó coi đi. Ôi. Tiến Mạnh ơi, ừ nhảy đập ở đâu chẳng được em. Quay cầu ao. Go. Anh Hải có chỉ đạo gì thêm cho em đúng không? Chết rồi. Ủa hả các bạn ơi. Quá hay. Anh set 1 anh Hải ơi. Set 1 đang là 16 đều. Chết rồi, 17, 16 rồi anh Hải ơi. Xin chào Tô Hải Lâm. Chào Lâm. Ok. Để anh sẽ đổi góc cho. Lên là 3 điểm luôn các bạn. Nguyễn Thanh Sơn, Tống Hoàng Nam, Hưng Phú, Bùi Anh Minh, Hà Quốc Dung, quay đi. Số 6. Thanh Sơn. Hey. Hai. Vũ Nguyên, Lâm Thanh Tùng, Lê Tiến Hoàng, quay đi. Nguyễn Đình Đức, Trang Nguyễn Vi, Lâm Nguyễn Vi, Lâm Nguyễn Vi, Lâm Nguyễn Vi, Lâm Thanh Tùng, Lê Tiến Hoàng, Nguyễn Quỳnh Tiến. Đó rồi, cái đó sẽ ngồi các bạn. Rồi tấm đất cho em. Các vị chuẩn bị chuẩn bị. Anh ơi. Được. Ok. Chào anh, quay cũng chuyện. Mà đây chơi với mấy em mà. Ok, chấm rồi em nha. Anh Vũ ơi, cổ Vũ cho viên viên của em đi chứ, cổ Vũ của anh hoài vậy. Cổ Vũ đội nhà hoài à. Đây có anh Bầu, anh Vũ đứng đây nè anh em. Mấy à? Anh Vũ, à anh Hải nói anh Vũ chơi chắc quá à. Anh Hải kêu nói vậy đánh thanh em. Đầu không có bay các bạn. Là mấy anh em mời thêm vận động viên này, vận động viên trên có chất lượng các bạn. Đôi nam nhân viên của đội Nguyễn Quang Hùng Trần Hoàng Tâm các vị nguyên lưu ý lượt trận chung kết và tranh hạng ba chúng ta sẽ tiến hành vào lúc 13:30 địa điểm 13:15 tất cả các vị nguyên tranh chung kết và hạng ba chúng ta có mặt để bằng chứng sắp đến bây giờ đấu. Rất liền. Mong chúc mừng mỗi quý khán giả các vận động viên. Hôm qua có một vận động viên để quên giờ ở sân số 3. Vận động viên nào cách giờ trên đêm để trở về bản chức. Xin cảm ơn. Rất là hạn dụng này. Để cầu là nát rồi này. Bây giờ đang đi cầu. Nãy giờ cũng không bên này. Không hết các bạn. Cầu cũng lì rồi nên là bỏ lòng công an. Chào các bạn nha, chào 527 anh em. Rồi xong rồi các bạn nha. Rất liền.
có như thường. Để đánh làm bài cho em. Bình sinh bây giờ Singapore dịch lắm em nên là hàng quá không có mà bán luôn, nên hàng cũng không có hàng để bán. Cái sân Celadon ở bên trong cái khu dân cư á, sân này đẹp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh rồi các bạn. Họ làm cái sân này chủ yếu là không phải để kinh doanh mà để phụ cho người sống ở cái khu dân cư này. Ok, thầy Bảo mua lên, thầy Bảo đang hai. Trời ơi, cầu quá ngon à. Xin chào Lâm Gia Bảo. Yeah, I can't.
ta giao cầu cũng được để bị xử lý khó lắm. Trong số 4, đơn nữ thứ 3.